Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Tin chấn động Biển Đông đêm hôm qua, bất ngờ Tổng thống Nga, ông Putin nổi điên cho dội bom và phóng tên lửa khiến 31 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc chạy bạt mạng về đảo Hải Nam trú ẩn. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được vào lúc 1 giờ đêm rạng sáng ngày hôm nay, từ Trung tâm chuyên theo dõi những tình hình xung đột đụng độ ở Biển Đông cho biết trong một cuộc đối đầu đầy căng thẳng vào rạng sáng sớm ngày hôm nay, phía Trung Quốc đã nhục nhã cho 31 tàu thuyền các loại chạy toán loạn ở ngoài Biển Đông về đảo Hải Nam để trú ẩn khi Nga tuyên bố dội bom và phóng tên lửa tấn công tàu của Bắc Kinh vì đã có những hành động ngang nhiên bao vây giàn khoan của tập đoàn khai thác dầu khí mang tên Rosneft nổi tiếng của Nga ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng ngàn tỷ đô la Mỹ của chính phủ Nga. Thưa quý vị, nếu quý vị luôn theo dõi về tình hình trên Biển Đông trong thời gian vừa qua thì hẳn quý vị cũng đã nắm được thông tin rằng hôm kia phía Trung Quốc đã nhục nhã khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu cùng 101 thủy thủ đoàn của phía Bắc Kinh vì tội dám xông vào kho dự trữ dầu của Mỹ ở Biển Đông để lấy trộm dầu vào hôm qua. Bắc Kinh tiếp tục định quấy nhiễu, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Rosneft của Nga. Điều này đã gây ra rất nhiều những mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực cũng như các tập đoàn khai thác dầu khí của nước ngoài ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho biết, nếu các bạn nghiên cứu kỹ về tài nguyên và những giàn khoan dầu ở khu vực Biển Đông thì chắc chắn quý vị và các bạn đều biết tên các tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất trên thế giới như tập đoàn khai thác dầu khí ExxonMobil của Mỹ, tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út, tập đoàn dầu khí của Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và rất nhiều các tập đoàn dầu khí của châu Âu như Anh, Pháp, Đức. Nhưng chúng ta không thể không nhắc đến tập đoàn dầu khí Rosneft của nước Nga, một trong những tập đoàn lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Hiện tập đoàn Rosneft của Nga hiện nay đang hợp tác làm việc, khai thác dầu khí với cả Việt Nam ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đây cũng chính là nguyên nhân và lý do mà phía Trung Quốc rất ghen tị. Bắc Kinh luôn tỏ ra tức giận và khó chịu khi những tập đoàn khai thác dầu khí kể trên hợp tác bắt tay làm ăn với cả Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Singapore, và đây chính là nguyên nhân, lý do mà chính quyền ông Tập Cận Bình luôn muốn chọc gậy bánh xe phá đám, hay nói cách khác là muốn ném đá vào tòa nhà quốc hội khi liên tục điều máy bay do thám, trinh sát và tàu chiến mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng tiến vào vùng đặc quyền kinh tế, vùng lãnh hải, vùng ES của các nước để gây gỗ, gây chiến hỏng, ngăn cản không cho các tập đoàn khai thác dầu khí nói trên bắt tay hợp tác làm ăn chung với cả các nước trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam. Và hành động ngông cuồng trên của phía Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay đã khiến cho chính quyền ông Putin nổi điên. Ông đã phái quân đội của Mo dội bom và phóng tên lửa làm cho 31 con tàu chiến của phía Trung Quốc sợ hãi, run sợ, tháo chạy toán loạn về đảo Hải Nam. Chính quyền Tổng thống Nga ông Putin nói rằng nếu như tàu chiến hay giàn khoan cũng như con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của phía Trung Quốc xâm phạm làm ảnh hưởng tới vùng biển của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á thì chính quyền của Nga sẽ ra tay mạnh mẽ để trừ khử Bắc Kinh, trả lại sự bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, được biết, tập đoàn Rosneft của Nga đã và đang hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam dự án mỏ dầu Nam Côn Sơn gần khu vực bãi tử chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phía Trung Quốc. Sau khi nghe tin chính phủ của Nga, ông Putin kết hợp với cả Việt Nam, lập tức chính quyền ông Tập đã ghen ghét và điều rất nhiều máy bay ném bom, tên lửa, tàu chiến cùng 5.000 lính thủy đánh bộ mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng, tiến sát vào những lô dầu khí của Nga để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn chặn không cho Nga khai thác, làm ăn ở Biển Đông. Hành động vô nhân đạo và thiếu tình người trên đã ngay lập tức vấp phải sự lên án kịch liệt từ chính quyền Tổng thống ông Putin. Theo tờ báo nổi tiếng của Nga có tên Mo cho biết đỉnh điểm cao trào nguy hiểm đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay khi chính phủ ông Putin đã sôi máu mặt, giận dữ. Và để chút những cơn giận đó, chính phủ của Nga đã phát lệnh cho hạm đội Biển Đen, một trong những hạm đội hùng mạnh nhất của Nga, cũng là một trong những hạm đội hải quân khủng nhất trên thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, hạm đội này ngay lập tức đã điều 9 tàu khu trục mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường cùng 5 tàu ngầm kilo hiện đại bậc nhất trên thế giới, chứa rất nhiều ống phóng ngư lôi có thể bắn chìm con tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của phía Trung Quốc. Ngoài ra, không quân của Nga cũng điều 7 máy bay ném bom tiến sát vào những giàn khoan và nhà giàn của tập đoàn Rosneft của Nga, mục đích là để ngăn chặn những hành động vô nhân đạo và thiếu tình người của phía Trung Quốc. Mặt khác, chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin muốn gửi một lời cảnh cáo đanh thép tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải riêng phía Trung Quốc, đề nghị chính phủ của Bắc Kinh nên tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ phía Trung Quốc. Nga cho rằng hành vi quấy nhiễu, quấy rối, ngăn cản trên của chính quyền ông Tập Cận Bình chỉ làm cho Trung Quốc mất đi vị thế trên trường quốc tế,
mất đi lòng tự trọng, lòng tự tôn của một quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động quá đáng kể trên, nếu không Nga sẽ ra tay trừng trị một cách thích đáng nhất. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, việc chính phủ của Moscow phát lệnh cho không quân, hải quân, quân đội của nước này phóng tên lửa và dội bom vào nhóm tàu phía Trung Quốc chỉ là lời cảnh cáo, chính là không muốn đối đầu căng thẳng, không muốn gây ra một cuộc chiến tranh lớn trên Biển Đông vì Trung Quốc không phải là đối thủ của Nga. Vị tướng của Nga còn tiết lộ một thông tin hết sức quan trọng. Ông nói rằng trong thời gian này, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc bởi vì họ luôn muốn chiếm đóng Biển Đông. Bằng chứng là cách đây 2 ngày, họ đã đi ăn cắp dầu của một tập đoàn lớn của Mỹ. Điều trên đã nói rằng Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu chứ không riêng gì Biển Đông. Hiện chính phủ của Nga đang tăng cường lực lượng hải quân, lực lượng không quân rất lớn trên Biển Đông để răn đe chính quyền, ông Tập, đồng thời bảo vệ tập đoàn dầu khí mang tên Rosneft, một trong những tập đoàn lớn nhất của Nga cũng là lớn nhất trên thế giới, đang hợp tác khai thác, làm ăn rất tốt với cả Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Vị tướng trong quân đội của Nga nhấn mạnh rằng nếu như trong thời gian tới, chính phủ của Bắc Kinh không ngừng ngay những hành động gây hấn, bắt nạt, ngăn cản tập đoàn khai thác dầu khí của nước ngoài trên Biển Đông, nhất là vẫn còn ngang nhiên xâm chiếm vào vùng lãnh hải của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á thì chính phủ ông Putin sẽ quyết mạnh tay đối đầu căng thẳng trực tiếp với cả chính phủ của Bắc Kinh nhằm đem lại sự bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc rạng sáng nay đưa tin, chính phủ Trung Quốc đang tỏ ra không hài lòng với những hành động nóng vội của Nga. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng Nga đang có tính lấn sân sang Biển Đông khi liên tục cho những tập đoàn dầu khí khai thác của Moscow làm ăn kết nối đối với cả các nước trong khu vực. Tờ báo Hoàn Cầu của phía Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình. Người chuyên phát ngôn của Bộ Ngoại giao phía Trung Quốc sáng nay đã có một bài phát biểu trước truyền thông của Bắc Kinh cũng như truyền thông trên thế giới ở thủ đô Bắc Kinh. Ông nói rằng yêu cầu Nga không được cho tàu thuyền, giàn khoan, đặc biệt là tàu chiến, máy bay xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò của phía Trung Quốc trên Biển Đông. Nếu không, Bắc Kinh sẽ có những động thái như đâm chìm tàu hoặc là đánh sập cũng như là bắt giữ toàn bộ giàn khoan của phía Nga. Nhân đây, ông Cảnh Sảng cũng cho biết, bất kỳ ai, bất kỳ nước nào cho tàu chiến, máy bay, giàn khoan, tàu đánh cá xâm phạm vào phạm vi đường 9 đoạn hay là sát phạm vi 12 hải lý quanh bảy hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh thì Trung Quốc sẵn sàng bắt giữ hoặc là đánh sập. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện căng thẳng giữa chính phủ Nga và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết khi hai bên vẫn liên tục lời qua tiếng lại, không chỉ ở Biển Đông mà còn ở vùng biên giới giữa Moscow và Bắc Kinh. Quân đội của hai nước này cũng đã thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ đầy căng thẳng. Cách đây 5 ngày, tại cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập đã có một tuyên bố xanh rờn khiến chính phủ của Tổng thống Nga, ông Putin phải choáng váng. Tuyên bố nói rằng từ nay đến hết năm 2021, Trung Quốc sẽ lấy lại một phần lãnh thổ, một phần biên giới của Nga, bởi vì trong quá khứ, lịch sử đã minh chứng rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, phần lãnh thổ trên hoàn toàn thuộc về Bắc Kinh. Thưa quý vị, và theo các nhà quan sát cho biết, tình hình căng thẳng đối đầu giữa Nga và Trung Quốc trong một vài ngày tới chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số này, bởi vì hai bên vẫn liên tục lời qua tiếng lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Lũ lụt ở miền Trung và Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 180 người thiệt mạng, rất nhiều người mất tích và hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trận mưa dữ dội hôm đầu tuần ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc khiến nhiều vùng nông thôn ngập nặng. Người phụ nữ trong ảnh cùng gia đình đi sơ tán đến nơi cao hơn. Lúc quay về, hầu hết lợn trong chuồng của gia đình cô đã chết. Theo truyền thông Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc là nơi thiệt hại nhiều nhất do trận đại hồng thủy và có con số thương vong cao nhất, 134 người chết và 122 người mất tích. Trên trang điện tử news163.com, nhiều độc giả chia sẻ sự mất mát của nông dân. Một số người khác cho hay họ không dám xem ảnh về thiệt hại do thiên tai mang lại. Công chúng đã bất bình khi nhiều người khẳng định giới chức đã không cảnh báo đủ sớm với họ về những trận mưa lớn sắp đến. Theo các quan chức Trung Quốc, những cơn mưa lớn này là thiên tai mới nhất ở Trung Quốc. Đến nay, mùa hè nhiều mưa đã làm chết hơn 250 người và hơn 1,9 triệu hecta cây trồng bị hư hại, với thiệt hại lên đến 3,6 tỷ đô la Mỹ. Số người bị ảnh hưởng là trên 9,5 triệu.
Thưa quý vị, trong đợt lũ vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã bất ngờ xả nước từ hồ chứa mà không báo trước cho dân, khiến hơn ngàn người chết thảm. Trong đợt thiên tai ở Trung Quốc gần đây, tỉnh Phúc Kiến chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 100 người chết trong đợt lũ lụt vào trung tuần đến cuối tháng vừa qua, và tình hình còn thêm trầm trọng khi bão số 3 đổ bộ vào đúng vùng này. Cơn bão tuy đã suy yếu nhưng khi đổ bộ vào Phúc Kiến đã gây mưa rất to khiến lũ lụt thêm trầm trọng, lo sợ ngập lụt lan rộng, giới chức tỉnh đã cho xả 3 hồ chứa nước mà không báo trước vào hôm thứ Hai, khiến cho hơn ngàn người chết thảm dưới dòng lũ ác nghiệt. Phóng viên dẫn lời kể của nhân chứng là dân địa phương hôm thứ Năm. 3 hồ chứa nước này nằm ở huyện Mân Thanh, được xả vào rạng sáng thứ Hai và người dân ở nhiều trấn không kịp trở tay hay sơ tán vì chính quyền không hề báo trước cho họ biết. Phóng viên dẫn lời một chủ cửa tiệm tên Lưu may mắn thoát chết kể lại, bể chứa nước đã ồ ạt theo dòng lũ tràn ngập các trấn như Vân Long, Sảnh Hoàng, Bản Đông, Tháp Trang. Dòng nước dữ dội đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà ở khắp nơi đây. Chỉ riêng Bản Đông đã có hơn 25 người chết, tính tổng số nạn nhân thiệt mạng trong huyện Mân Thanh lên đến hơn ngàn người. Trong hơn 100 năm qua, kể từ trận đại hồng thủy ở Phúc Kiến, tôi chưa từng chứng kiến thảm cảnh nào tồi tệ như thế này. Số người chết quá nhiều và thật thương tâm. Chính quyền xả nước hồ chứa mà không hề thông báo trước cho bà con. Họ còn cố tình che giấu con số nạn nhân thiệt mạng khi báo đài chỉ đưa tin bão số 3 đổ bộ Phúc Kiến khiến cho 5 người chết, 15 người mất tích. Ông Lưu tiết lộ. Ba hồ chứa nước đó lớn khủng khiếp, khi họ xả nước ra thì các vị hãy tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào. Chỉ vài phút sau, toàn bộ huyện Mân Thanh chìm trong nước, hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn phăng, mạng người chết đếm không xuể. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhà tôi may mắn ở rìa huyện nên đã kịp thời sơ tán để chạy lên vùng đồi gần đó. Mạnh ai người nấy chạy. Lũ quét qua đi, khi trở về chúng tôi nhìn thấy thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi. Số người chết nhiều nhất là vùng nông thôn gần hồ chứa vì nơi đó rất trũng. Mỗi trấn trong huyện có đến hàng trăm người chết, thi thể nhiều đến nỗi bệnh viện không còn đủ chỗ chứa ở nhà xác. Cuối cùng các thi thể cứ đứng ở ngoài đường, việc hỏa thiêu cũng không thực hiện ngay được vì quá nhiều. Ông Lưu còn kể rằng số thi thể nạn nhân chết do xả lũ sau mấy hôm đã bốc mùi nồng nặc. Lúc đó giới chức vì lo sợ dịch bệnh tràn lan mới vội cho đi tẩy uế và gấp rút hỏa thiêu. Một phụ nữ họ Hứa ở Bản Đông trấn tiết lộ, khi họ xả hồ chứa nước, nhiều người không kịp sơ tán đã bỏ mạng, toàn huyện ngập tràn xác chết rất đáng sợ. Riêng Bản Đông trấn chúng tôi ít nhất phải 250 người. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào hôm thứ Tư lại thông báo lũ lụt ảnh hưởng 9 thành phố và 56 huyện lỵ của tỉnh. Có 606.000 người dân bị ảnh hưởng, 6 thành phố ngập lụt, 11 người chết, 23 người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế 65,43 tỷ nhân dân tệ. Dưới đây là một đoạn ghi hình cảnh lũ lụt khủng khiếp sau xả hồ chứa nước ở Mân Thanh do người dân Phúc Kiến ghi lại. Trên mạng YouTube, vài tuần trước cũng xuất hiện đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh lũ tràn ngập trung tâm thương mại ở Phúc Kiến, nhiều người không trở tay. Thưa quý vị, Trung Quốc dị tượng nối tiếp dị tượng, hôm qua Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc như thể chỉ trong một đêm biến thành mùa đông lạnh giá. Bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh và sáng sớm ngày hôm qua, trời đổ mưa và hạ nhiệt tại nhiều khu vực thành thị của Bắc Kinh. Trong khi Linh Sơn, Bách Khoa Sơn và Hải Đà Sơn ở Duyên Khánh có địa thế cao hơn cũng trải qua trận tuyết hiếm có trong tháng này. Đoạn video do cư dân mạng địa phương quay cho thấy những ngôi nhà, con đường và cây cối phủ đầy tuyết dày như thể chỉ trong một đêm biến thành mùa đông lạnh giá. Thời tiết bất thường khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Có người nói thời tiết bất thường thế này thật khiến người ta hoảng sợ, chẳng lẽ có oan tình. Mùa xuân mà thời tiết giống mùa đông tất sẽ có lũ lụt, Bắc Kinh nhớ chú ý mưa to bão lớn. Cùng ngày tại Đại Đồng, Sơn Tây cũng có mưa và tuyết. Một số cư dân mạng lo ngại tuyết rơi sẽ gây thiệt hại cho mùa màng ở miền Bắc, nhưng nhiều người lại cho rằng nhiều năm liên tục trời hiện dị tượng, đại sự sắp đến rồi. Thưa quý vị, sáng ngày thứ Năm, sau trận động đất mạnh 5,1 độ Richter tại huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, 320 ngôi nhà trong huyện đã bị hư hại, có tỉnh lộ bị gián đoạn hai nơi do sạt lở, một phần đường bị sụt lún. Ngoài ra, trong ngày cũng xảy ra một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter ở Tân Cương. Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng thứ Năm, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hưng Văn, thành phố Nghi Tân, Tứ Xuyên. Trận động đất xảy ra tại tọa độ 28,22 độ Vĩ Bắc, 105,03 độ Kinh Đông, với tiêu cự sâu 10 km. Theo truyền thông Trung Quốc, tính đến 11 giờ 30 phút thứ Năm, không có thương vong trong trận động đất ở huyện Hưng Văn. Nhưng 320 ngôi nhà ở 284 hộ gia đình đã bị hư hại. Tỉnh lộ đường Hưng Đề bị gián đoạn ở hai nơi.
một phần đường từ thị trấn Chuja đến xã Tiên Phong trong huyện bị sụt lún. Video trực tuyến cho thấy đất đá rơi xuống đã làm tắc nghẽn đường. Trên mặt đường cũng xuất hiện vết nứt. Người quay video nói, trời ạ, đường bị chặn đứng rồi. Các camera giám sát đã ghi được cảnh mặt đất và nhà cửa rung lắc, đèn trần nhà không ngừng lắc lư. Một đoạn video khác cho thấy các học sinh lớp 7 của trường trung học thị trấn Vương Gia, huyện Củng, thành phố Nghi Tân đã nhanh chóng ôm đầu ngồi sụp xuống khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu. Sau đó các em ôm đầu di chuyển ra bên ngoài. Ngoài trận động đất ở Tứ Xuyên, lúc 12 giờ 54 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Takjik, Takrogan, thuộc địa khu khách sạn Kasga Tân Cương có tọa độ 37,68 độ Vĩ Bắc, 76,03 độ Kinh Đông, nhưng tiêu cự sâu tới 118 km. Thưa quý vị, đoạn video quay lại cảnh hàng trăm con cá trong một hồ nước ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đồng loạt nhảy lên bờ tự tử đang khiến nhiều cư dân mạng lo sợ. Đây là báo hiệu một trận động đất hoặc lũ lụt lớn. Đoạn video do một người đàn ông giấu tên quay cảnh hàng trăm con cá mè trắng, hoa nam đồng loạt vọt lên khỏi mặt nước và rơi xuống mặt đường lát đá cạnh hồ nước trong công viên huyện Bắc Ái, thành phố Tiêu Tác ở trung tâm tỉnh Hà Nam, nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Daily Star hôm thứ Hai đưa tin, các nhân chứng khác cũng sợ hãi khi chứng kiến những con cá nhanh chóng thoi thóp trên cạn và khó hiểu trước hành vi của đàn cá. Một số người cho rằng hiện tượng cá nhảy lên bờ tự sát hàng loạt báo hiệu một trận động đất hoặc lũ lụt lớn. Một số người khác cho rằng lũ cá tìm cách tránh cú sốc điện trong hồ. Có người liên tưởng đến hai địa chấn Đường Sơn năm 1976. Vài ngày trước khi xảy ra trận thảm họa này, tại ngư trường Bách Cát Trang, cá chấm cỏ thành đàn nhảy lên, có con nhảy cách mặt nước cao hơn một thước. Trong khi tại ngư trường ở vùng Duyên Hải, cách Đường Sơn không xa, cá đối, cá nheo, cá chẽm nhao nhao nổi lên, trắng dã, rất dễ bắt. Tuy nhiên, các quan chức địa phương ngay lập tức đưa ra lý do thúc đẩy đàn cá nhảy lên bờ là tiếng ồn phát ra từ cuộc thi hát tổ chức ở gần đó, khiến đàn cá có phản ứng cực đoan. Họ cũng bác bỏ thông tin đồn cá nhảy từ hồ lên bờ để tránh bị điện hở giật chết. Kính thưa quý vị, trong khi Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky do mưa lũ, thì Trung Quốc hơn 6.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng này, đã có hai trận mưa lớn trút xuống thành phố Bàn Cầm, huyện Liêu Ninh, gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt tại Bangladesh, Iran, Trung Quốc khiến người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bản Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển và các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ lụt như là túi cát và ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 6.393 cư dân được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.700 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 13,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,95 triệu đô. Mực nước tại hơn 10 hồ chứa cỡ trung và gần 20 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút nước kéo dài từ mấy ngày nay khiến cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 70.000 người trên toàn tỉnh. Vừa qua có hai trận mưa lớn trút xuống sông Rao Giang tại thành phố Bản Cầm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đều bị vỡ vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương hôm qua. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hơn 6.000 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Hy vọng rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả xây dựng lại cuộc sống. Kính thưa quý vị, kể từ tháng trước đến nay, Trung Quốc đã phải vật lộn với loạt thảm họa thời tiết khắc nghiệt. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin gần 20 người thiệt mạng và hơn 40 người khác mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, miền Tây nước này. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, những trận mưa lớn và đột ngột đã trút xuống huyện Đại Thông với dân số 433.638 người thuộc tỉnh Thanh Hải. Trận mưa bắt đầu vào chiều thứ Bảy và gây lở đất. Trận lở đất khiến một dòng sông thay đổi, dòng lũ quét đã ảnh hưởng đến một khu vực của hơn 6.000 dân và hơn 1.600 ngôi nhà. Chính quyền địa phương đã cử một đội cứu hộ gồm hơn 2.000 người và hơn 170 phương tiện đến cứu trợ thiên tai. Trong mùa hè này, Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa lũ lụt.
Ngoài ra, nước này cũng phải vật lộn với nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán ở nhiều khu vực khác của đất nước. Truyền thông nhà nước đã mô tả đây là đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Sông Trường Giang, con sông lớn nhất Trung Quốc và hai hồ nước ngọt lớn nhất nước này cũng ghi nhận mực nước thấp nhất trong 6 thập kỷ. Hôm thứ Sáu, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban hành cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao cho 8 tỉnh. Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này. Không chỉ ở Trung Quốc, thời gian qua thế giới đã chứng kiến những trận mưa lũ kỷ lục ở Hàn Quốc, Ấn Độ. Dường như biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu rõ ràng ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động của tự nhiên và con người. Hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ có những biện pháp ứng phó thích hợp và sớm khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Lũ lụt do mưa lớn ở hơn 10 tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất gần 50 người, nhiều người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết tỉnh Giang Tây có ít nhất 18 người thiệt mạng, gần 69 người đã được di rời và hàng trăm ngôi nhà bị sập. Tại các tỉnh phía Nam như tỉnh Quảng Tây, 15 người đã thiệt mạng và khoảng 11 người được xác định là mất tích. Tại tỉnh Phúc Kiến, 13 người chết, 9 người mất tích và khoảng 268.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Hồ Nam, 4 người tử vong đã được báo cáo và hơn 2.100 người đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Theo báo cáo dự báo thời tiết, mưa có thể nhiều hơn trong những ngày tới. Tân Hoa Xã trích dẫn Văn phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh cho biết, mưa lớn đã phá hủy 2.890 ngôi nhà và làm hư hại 26.300 ha nông sản. Theo Văn phòng Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trung Quốc, mực nước ở gần 30 con sông phía Nam Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo. Hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn trong khi nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ vì nước lũ đã dâng lên hơn 2,2 mét ở một số khu vực. Những cơn mưa lớn đã được báo cáo đã bắt đầu ở một số khu vực Trung Quốc từ cuối tuần qua cho đến nay đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, làm thiệt hại kinh tế hơn 2,578 tỷ nhân dân tệ, khoảng 373 triệu đô la Mỹ. Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cho ngập lụt tại tỉnh Giang Tây. Nhiều cây cầu bị phá hủy, ở một số khu vực nước lũ đã dâng lên cao hơn 2,2 mét. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, hơn 10 tỉnh phía Nam xảy ra lũ lụt do mưa lớn. Quý vị thân mến, theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Hoàng Hà, mực nước tại các trạm thủy văn chính ở Cam Túc, Sơn Tây và Thiểm Tây đã liên tục tăng cao. Hai ngày trước xuất hiện trận lũ số 2 khiến lưu lượng tại trạm thủy văn Đồng Quan trên sông Hoàng Hà đạt tới 5.630 m khối trên giây. Báo cáo cho hay khoảng gần 40 con sông gồm sông Lan Châu và Thạch Chỉ Sơn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Đồng Quan ở vùng Trung Lưu, Ngải Sơn ở Hạ Lưu, sông Thao ở Cam Túc và Sào Hồ ở An Huy đã vượt mức nước cảnh báo. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, do có mưa lớn nên lũ lụt lại xuất hiện tại huyện Cang, thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Nước sông tràn qua đê và chảy thẳng vào thành phố, đường phố ngay lập tức biến thành sông. Các vật phẩm, vật dụng trong nhà và ô tô trên đường phố bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và dòng đá bùn. Thưa quý vị, hai ngày trước lũ lụt dâng cao do mưa lớn ở cả ba con sông lớn của Trung Quốc là sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài ở mức nước ở hầu hết các vùng đều vượt qua mức báo động. Lưu vực ba con sông này đều là những vùng sản xuất ngũ cốc phát triển nhất của Trung Quốc. Nước lũ đã nhấn chìm những vựa lúa ở lưu vực sông Châu Giang trong tháng 6. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra đánh giá tổng thiệt hại đối với các vụ mùa của nước này. Ngoài ra, lở đất cắt vào một phần của sông Trường Giang đã hình thành một hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc. Nếu lở đất tiếp diễn, một lượng lớn nước có thể bất ngờ tràn vào các khu vực ở hạ lưu. Giới chức Trung Quốc cảnh báo hàng triệu cư dân thành phố rằng nước lũ có thể tấn công vào các khu dân cư bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hàng chục ngàn người ở tỉnh An Huy đang cần được giải cứu vì họ bị bao vây bởi nước lũ mà không được sử dụng điện, nước sạch và viễn thông. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài và gia tăng trong những ngày tiếp theo. Lúc 6 giờ tối thứ Năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn, lưu ý rằng các khu vực ở thượng nguồn sông Trường Giang và hạ lưu sông Hoàng Hà cũng như toàn bộ lưu vực sông Hoài sẽ hứng chịu các trận mưa lớn trong 24 giờ tới. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có mực nước dâng lên khoảng 15cm trong vòng 1 giờ. Trong số 3 con sông chính, sông Trường Giang nằm ở phía Nam, sông Hoài ở miền Trung Trung Quốc và sông Hoàng Hà nằm ở phía Bắc. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm,
chính quyền Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ ở sông Hoài qua đập Vương Sa Bá thuộc tỉnh An Huy. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ 10 năm trước. Rất nhanh, các cánh đồng hoa màu trong khu vực bao gồm đậu nành và ngô sắp thu hoạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Báo Tân Hoa Xã đưa tin rằng mực nước sông Hoài đã đạt đến mức báo động vào đầu hôm thứ Tư, nghĩa là bờ kè dọc sông có thể bị vỡ. Để bảo vệ các thành phố ở khu vực hạ lưu khỏi thảm họa này, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định để các khu vực nông thôn hứng chịu lũ lụt thay. Bài báo tuyên bố rằng các nhà chức trách đã cho người dân địa phương trước 7 giờ để đóng gói và thu dọn các vật dụng có giá trị khỏi nhà cửa của họ trước khi xả lũ. Hôm thứ Ba, chính quyền tỉnh An Huy đã phá hai con đê và xả lũ từ sông Chu, một nhánh của sông Trường Giang, đến các vùng nông thôn. Trong những ngày gần đây, chính quyền cũng đã xả lũ vào các vùng nông thôn ở các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Giang Tây, khiến nhà cửa và ruộng vườn của người dân ngập trong nước lũ. Năm nay, mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc ngập lụt. Đây là một sự việc bất thường. Kể từ hôm thứ Ba, hồ nước của đập Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả nước lũ tích tụ từ nhiều ngày trước đó, gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu. Hôm thứ Năm, lũ lụt cũng tràn ngập những con đường dọc theo bờ sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua thành phố Lan Châu. Khu vực Nội Mông và các tỉnh khác dọc theo con sông này bắt đầu gia cố bờ đê trước những cơn mưa lớn. Thành phố Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc với dân số 4 triệu người đã yêu cầu tất cả người dân chuẩn bị cho một cuộc di tản vào hôm thứ Năm. Kèm theo cảnh báo rằng lũ lụt có thể tràn vào thành phố bất cứ lúc nào, báo Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức cho biết một trận động đất xảy ra gần thượng nguồn sông Thanh, một nhánh của sông Trường Giang đã chặn dòng chảy của sông và tạo ra một hồ nước sâu hơn 5,66 mét. Các bờ đê của hồ chứa có thể bị vỡ. Khi điều này xảy ra, nước lũ sẽ tràn vào hạ lưu khu vực thành phố Ân Thi, thông báo cho biết. Chính quyền thành phố cũng thừa nhận rằng họ đã xả nước lũ từ hồ chứa Đại Long Đàm ở thượng nguồn sông Thanh. Điều này có thể khiến mực nước sông dâng cao, tràn qua bờ đê mà chảy vào thành phố sau đó. Tối thứ Năm, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc tờ Southern Metropolitan Daily đưa tin rằng hồ chứa Vân Long ở thượng nguồn đã xả lũ tràn vào sông Thanh và gây ra lở đất một phần tại hồ chứa. Tuy nhiên, lở đất đã không kết thúc trong ngày thứ Năm. Do việc xả nước gia tăng tại hồ chứa Đại Long Đàm, nhà máy xử lý nước địa phương không thể xử lý nước ngọt. Tin tức cho biết thành phố sẽ không có nước sạch trong vòng 10 ngày tới. Thành phố Ân Thi đã bị nước lũ nhấn chìm kể từ mấy ngày trước bởi vì các hồ chứa nước địa phương liên tục xả nước và mưa lớn không dứt. Nước lũ mãi không thể rút cho đến hôm thứ Năm, khiến hơn 10 vạn người Trung Quốc bị cô lập vì lũ lụt thị trấn Cổ Trấn ở thành phố Lưu An thuộc tỉnh An Huy, là nơi sinh sống của khoảng 46.000 người dân. Chiều thứ Ba, nước lũ đã tràn tới đây, nhấn chìm tất cả các con đường, các tòa nhà cũng ngập trong nước. Thị trấn Cổ Trấn gần như trở thành một hòn đảo bị cô lập, không có điện và nước sạch. Đến 2 giờ chiều thứ Tư, hơn 10.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thị trấn. Một quan chức chính quyền địa phương nói với hãng truyền thông Trung Quốc Caixin rằng hai hồ chứa ở thượng nguồn thuộc thị trấn Gujian đã xả lũ, khiến mực nước sông Ji của địa phương dâng cao trong những ngày gần đây. Sau khi một đoạn đê gần thị trấn bị vỡ, nước lũ đã tràn vào. Thị trưởng của chúng tôi chết lặng khi lũ lụt tràn vào, một quan chức nói. Người dân địa phương nói với The Epoch Times qua điện thoại rằng tình hình của họ đang rất tệ. Chen Jian, cư dân sống ở trung tâm thị trấn, đã rời khỏi thị trấn trước khi lũ lụt kéo tới, nhưng các thành viên gia đình cô vẫn bị mắc kẹt ở đó. Cô nói họ cần thức ăn, họ rất sợ. Cô Chen cho biết có rất nhiều khu phố ở Gujian không thể tiếp cận bằng thuyền do dòng lũ chảy xiết. Anh Yu cũng là một người dân ở thị trấn. Cha mẹ vợ của Yu và 4 đứa con anh đều bị mắc kẹt tại làng Yutang ở Gujian. Anh Yu rất lo lắng vì anh không thể liên lạc với bất kỳ ai trong số họ. Theo Caixin đưa tin, có hơn 10 thuyền cứu hộ tại khu vực, với mỗi thuyền chỉ có khả năng chở 5 người mỗi lượt cứu hộ. Kính thưa quý vị, nhiều ngôi nhà, tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại và nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển một vùng ven biển của Sơn Đông và miền Bắc Peru vào chiều thứ Hai, đồng thời gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất như nhà cửa, trường học và trung tâm y tế. Chủ tịch Tập Cận Bình trên mạng xã hội Twitter cho biết các lực lượng khẩn cấp đang được huy động để hỗ trợ hết mình cho những người bị ảnh hưởng.
trận động đất mà cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đo được có cường độ 6,8 độ Richter diễn ra ở độ sâu 66,4 km cách thành phố Bao Lao thuộc tỉnh Gujarat khoảng 10 km. Giới chức địa phương cho biết trận động đất có vẻ không tạo ra sóng thần. Cơ quan phát ngôn của Tổng thống nước này cho biết trận động đất đã khiến 11 người ở tỉnh Sơn Đông và 1 người ở tỉnh Giang Tô thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan này cũng cho biết nhiều ngôi nhà, tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại và nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Sân bay Lưu Đình bị hư hại nhẹ nhưng vẫn duy trì hoạt động. Cơ quan quản lý rủi ro của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng thiệt hại về người ở tỉnh Sơn Đông là do bức tường đổ sập đè lên một phương tiện giao thông. Ở các tỉnh khác, thiệt hại về cơ sở vật chất bao gồm sập cầu cảng và siêu thị. Cơ quan này cho biết công ty dầu mỏ nhà nước đã sơ tán và đình chỉ hoạt động tại nhiều cơ sở để đề phòng nhưng chưa báo cáo thiệt hại. Tất cả chúng tôi chạy ra đường, chúng tôi rất sợ hãi, Lý Trung Hào, một cư dân ở Sơn Đông gần tâm chấn, chia sẻ với Reuters, đồng thời cho biết một số ngôi nhà đã bị sập. Theo Viện Địa vật lý Trung Quốc, về sơ bộ, trận động đất kéo theo hai cơn dư chấn nhỏ trong vòng một giờ sau đó. Chính quyền Trung Quốc cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở khu vực phía bắc của đất nước và không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với người hay công trình. Theo China Weather Network, một đợt mưa lớn mới bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực phía bắc sông Dương Tử kể từ hôm thứ Hai. Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua, nhiều nơi ở miền Bắc có thể hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong năm nay. Ở Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và các nơi khác có mưa to, có mưa dông cục bộ. Hôm thứ Ba, diện tích mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ lên tới 288.300 km2, là ngày có biên độ mưa lớn rộng nhất trong đợt này. Hôm thứ Hai, một đợt mưa lớn mới đã ảnh hưởng đến các khu vực phía Bắc sông Dương Tử. Lượng mưa thường xảy ra ở phía Đông của Tây Bắc Trung Quốc đến phía Tây của Nội Mông, Trung Tâm và phía Tây của Bắc Trung Quốc và phía Tây của Hoàng Hà và sông Hoài Hà, chủ yếu là mưa nhẹ đến mưa vừa. Phía Đông Cam Túc, Nam Ninh Hạ, Tây và Bắc Thiểm Tây, Tây Sơn Tây có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Ở phía Nam Hà Bắc, phía Tây Hà Nam và những nơi khác vẫn có mưa lớn cục bộ. Cục khí tượng dự báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến thứ Tư. Lượng mưa tích lũy ở một số khu vực sẽ là 150-200mm, có nơi có thể lên tới hơn 250mm. Cam Túc, một tỉnh nội địa phía Tây Bắc Trung Quốc, đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Bắt đầu từ sáng sớm thứ Hai, lượng mưa đã xuất hiện ở Hà Đông, tỉnh Cam Túc, chủ yếu tập trung ở Bình Lương, Thanh Dương, Thiên Thủy, Long Nam và các thành phố khác. Theo quan sát, từ 10 giờ đến 15 giờ ngày hôm đó, hơn 70 trạm đo trong khu vực đã có mưa lớn. Hôm thứ Hai, Lan Châu đã trải qua trận mưa lớn nhất trong năm nay, với lượng mưa tối đa là 94,6mm. Lượng mưa khiến nhiều con đường ở khu đô thị Lan Châu bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị ngập, nơi ngập sâu nhất là khoảng 80cm. Một tuyến đường trung chuyển chính trên con đường Nam Sơn bị sập trên diện rộng. Đài quan sát khí tượng Trung ương Lan Châu đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn ở tỉnh Cam Túc vào lúc 18 giờ 20 phút hôm thứ Hai. Từ 8 giờ đến 18 giờ ngày thứ Hai, mưa bão lớn với lượng mưa hơn 110mm đã xuất hiện ở một số nơi ở huyện Khang, huyện Huy, huyện Trang, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc và huyện Tĩnh Xuyên, thành phố Bình Lương. Đài quan sát khí tượng Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 7 giờ 40 phút ngày thứ Ba. Sau đó, nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 9 giờ 28 phút trong 2 giờ tới. Khu vực cảnh báo sớm bao gồm 6 khu đô thị của thành phố Thái Nguyên và các quận và thành phố như Thanh Xu, Cổ Giao và Dương Khúc. Trong khu vực cảnh báo, lượng mưa ở một số thị trấn đã đạt hơn 80mm trong 3 giờ qua và lượng mưa sẽ tiếp tục. Lượng mưa tại các khu vực cảnh báo khác phổ biến từ 30-60mm. Dự báo lượng mưa trong 6 giờ tới đạt hoặc vượt trên 60mm. Hàm Đan, Hà Bắc hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi trong khu đô thị bị ngập lụt. Theo các quan chức thành phố Hàm Đan, tất cả các cầu vượt trong thành phố đã bị cắt và sông Phụ Dương đã đầy gây ra dòng chảy ngược. Nhiều máy bơm tiêu cao áp đã được huy động để bơm tiêu nước mạnh, nhưng trời vẫn mưa. Phần phía đông của khu đô thị nước đã ngập nhiều nơi tạo thành biển nước. Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 20 phút sáng thứ Ba. Lượng mưa tại trạm đo lượng mưa vành đai phía bắc trong khu vực đô thị đã vượt quá 110mm. Dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục và có mưa ở một số khu vực của khu vực đô thị có thể đạt tới hơn 140mm. Theo trang tin Thời tiết Hà Bắc, tính đến 9 giờ sáng thứ Ba, lượng mưa trong 24 giờ ở Hàm Đan là 171mm và ở Vĩnh Niên là 144,3mm.
mưa gây ngập úng đô thị nghiêm trọng ở Hàm Đan, ngã tư đường Phục Hy và Liên Phương bị ngập lụt nghiêm trọng, độ sâu nước tại ngã tư đường Phục Hy và đường Nhân Dân là 60cm, đường Quảng Minh và đường Triển Lãm là 80cm. Theo cư dân mạng, mực nước gần Bệnh viện Trung ương cao đến thắt lưng. Ngoài ra, nhiều nắp cống thoát nước ở thành phố Hàm Đan đã bị cuốn trôi, vì vậy mọi người hãy cẩn thận ở những nơi không biết độ sâu của nước. Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ, thành phố Hàm Đan bị ngập úng nghiêm trọng. Tại Thạch Gia Trang, Hà Bắc cũng đã ban hành báo động đỏ do mưa bão. Đài quan sát khí tượng Thạch Gia Trang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Ba. Hiện tại, lượng mưa lớn đã xảy ra ở Thạch Gia Trang và dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục trong 3 giờ tới tại Trảng Hoàng, Nguyên Thạch, Cao Nghĩa. Lượng mưa ở Cẩm Châu và Fukasawa cũng có thể vượt quá 120mm và các điểm riêng lẻ có thể vượt quá 170mm. Kể từ hôm thứ Ba, một đợt mưa lớn mới cũng đã ập đến Trương Gia Giới, Hồ Nam. Từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều thứ Tư, quận Vĩnh Định, thành phố Vũ Lăng Nguyên và quận Chi Ly ở Trương Gia Giới thường có mưa to đến rất to, có nơi mưa to. Tại thị trấn Nguyên Cốc, trấn Viên Cốc, quận Vĩnh Định, lượng mưa lớn nhất tại thời điểm này là 277,5mm. Trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố Trương Gia Giới đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 trong thành phố từ 11 giờ trưa thứ Tư. Hôm thứ Ba, một số con đường trong khu đô thị bị ngập lụt. Nước gần đầu lục Tế Loan trên đại lộ Vĩnh Định khá sâu, có nơi ngập đến ngang đùi. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ An Hán tỉnh Hồ Nam, hiện tại hơn 4.500 người đã được chuyển khẩn cấp khỏi huyện Vĩnh Định, hơn 40 ngôi nhà bị sập và diện tích đất canh tác đã bị cát cuốn trôi. Ngoài ra, do mưa bão liên tục, các con đường ở khu thắng cảnh Lao Da Wan phía nam thành phố Trương Gia Giới bị hỏng, nhà cửa và cổng biển báo bị sập. Vào lúc 8 giờ 55 phút sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Vị Nam ở Thiểm Tây đã nâng cảnh báo mưa bão màu cam lên màu đỏ. Lượng mưa dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai và mức độ rủi ro khí tượng của lũ quét và tai biến địa chất là rất cao. Tại Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 16 giờ chiều thứ Hai. Dự kiến từ 16 giờ chiều thứ Hai đến 8 giờ sáng thứ Tư, khoảng hơn 30 quận và huyện bao gồm Nam An, Hợp Xuyên, Giang Tân, Phan Du, Khai Châu, Thành Khẩu, Tây Sơn sẽ có mưa to, mưa lớn cục bộ ở một số khu vực và thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn, sấm sét và gió giật mạnh ở một số khu vực. Sơn Đông đưa ra cảnh báo màu xanh cho mưa lớn và cảnh báo màu vàng cho gió mạnh trên biển. 7 giờ sáng thứ Ba, Cục Khí tượng tỉnh Sơn Đông đưa ra dự báo thời tiết quan trọng. Dự kiến từ đêm thứ Ba đến đêm thứ Tư ở một số khu vực Tây Bắc, Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Nam Sơn Đông và tại một số khu vực ở bán đảo có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy toàn tỉnh phổ biến 80-110mm, có nơi 150-200mm, cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, dự báo đêm thứ Ba có gió ở biển Bột Hải và eo biển Bột Hải sẽ mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Đến thứ Ba, gió ở Bắc và Trung Hoàng Hải sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Để đạt được mục tiêu này, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã ban hành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh và tín hiệu cảnh báo gió biển màu vàng vào lúc 7 giờ. Lâm Châu, Hà Nam ban hành cảnh báo mưa bão đỏ. Cục khí tượng Hà Nam Lâm Châu đã ban hành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 9 giờ 54 phút sáng thứ Ba. Lượng mưa ở một số thị trấn trong thành phố đã lên tới hơn 200mm. Dự kiến lượng mưa lớn sẽ tiếp tục trong 3 giờ tới. Theo Cục Khí tượng Hà Nam, các trạm khí tượng của thành phố Vị Huy, thành phố Tân Hương, thành phố Huệ Tiên, thành phố Tiêu Tác, thành phố Giao Chỉ và huyện Bảo Phong, thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam đều đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Mưa lớn ở Kinh Môn, Hồ Bắc lũ lụt xảy ra nhiều nơi. Theo Đài quan sát khí tượng Kinh Môn, từ 20 giờ tối thứ Hai đến thứ Ba, thành phố Kinh Môn xảy ra mưa to đến mưa rất to trên diện rộng, mưa dông cục bộ. Khu vực mưa lớn tập trung chủ yếu ở lưu vực Hồ Thiểm Hoàng Đăng và lưu vực sông Thiên Môn. Trạm có lượng mưa lớn nhất là Thiểm Dương, trạm Dương Mã Lai là 600mm, đền Lạc Hán Khúc Gia Lĩnh là 441,8mm, vịnh Thiểm Dương Đại Bắc là 372,9mm, cảng cũ Trung Tường là 376,2mm, Khúc Gia Lăng là 135,1mm, thành phố Cảnh Sơn là 130,3mm, thị trấn Kinh Sơn Thạch Long là 219,5mm, Kinh Sơn Bình Bá là 195,3mm, Kinh Sơn La 167,7mm. Hiện tại các thảm họa như ngập úng đã xảy ra ở nhiều nơi ở Kinh Môn và sạt lở đất trên đường hàng không Kinh Môn không gây thương vong. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo rằng từ 8 giờ sáng thứ Ba đến 8 giờ sáng thứ Tư, lưu vực phía Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam,
hầu hết Hồ Bắc, Trung và Bắc An Huy, Tây Nam Giang Tô, Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông, Trung và Nam Hà Bắc và một số khu vực như Thiên Tân, Trung và Nam Bắc Kinh đã có mưa to hoặc mưa rất to, trong đó có nơi mưa to 130-220mm. Các khu vực trên có mưa cục bộ kèm theo đối lưu mạnh thời tiết như mưa lớn ngắn ngày, dông và gió giật mạnh. Cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất từ 50-70mm, có nơi có thể có lượng mưa vượt quá 70mm. Kính thưa quý vị, miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn kể từ hôm thứ Hai. Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, tính đến 9 giờ sáng thứ Tư, 1,931 triệu người ở 135 quận thuộc 37 thành phố thuộc 7 tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây và Cam Túc bị ảnh hưởng, 95 người chết và mất tích, ước tính con số thực tế còn nhiều hơn thế này. Hôm thứ Tư, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Bắc Kinh đã nâng cảnh báo mưa bão lên cảnh báo màu cam, trong khi Phòng Sơn và Môn Đầu Câu, nơi có lượng mưa cục bộ tương đối lớn, từng đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đến 4 giờ chiều thứ Tư, theo giờ Bắc Kinh, các trạm quan trắc lượng mưa ở Bắc Kinh có lượng mưa trung bình là 184,9 mm và Phòng Sơn Bắc Giao, nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 392,4 mm. Mưa xối xả có lúc khiến 17 tuyến đường ở trung tâm thành phố Bắc Kinh bị hỏng. Một số ga ở tuyến tàu điện ngầm số 4 và tuyến Đại Hưng ngừng hoạt động. Quảng trường ngầm của ga xe lửa Tây Bắc Kinh bị ngập trong nước mưa. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, một lượng lớn nước ngập trong hầm đường bộ chính trước quảng trường phía bắc ga xe lửa miền Tây với độ sâu tối đa 1,8 m. Hai máy bơm ở hai đầu hầm đang bơm tiêu thoát nước. Tính đến 4 giờ chiều, sân bay thủ đô Bắc Kinh đã hủy 226 chuyến bay, chủ yếu liên quan đến Côn Minh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến, Đại Liên và những nơi khác. Một số chuyến tàu cũng bị hoãn. Theo cảnh báo rủi ro khí tượng địa chất nguy hiểm do Bộ phận Khí tượng ban hành, trong 24 giờ tới, kể từ 3 giờ chiều thứ Tư, nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như sụp đổ và lở đất ở Phòng Sơn, Menchugu, Diên Khánh, Trường Bình, Hải Điến, Phong Đài, Thạch Cảnh Sơn và các khu vực miền núi khác ở Bắc Kinh là tương đối cao. Trước đó, trận mưa lớn nhất đã xảy ra ở Bắc Kinh trong gần 80 năm qua. Hiện tại, dòng chảy ngược của sông gần Nam Cương và của đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Ma Cao đã khiến đường bị đóng cả hai hướng. Hôm thứ Tư tại ga xe lửa Tây Bắc Kinh do mưa lớn khiến giao thông bị gián đoạn, mọi người đã xếp hàng để hoàn trả vé. Trên đường phố Bắc Kinh, người dân chật vật đẩy một chiếc ô tô chìm trong nước. Một người đàn ông đang đi trên đường thì bị gió mạnh thổi bay chiếc ô tô của anh ta. Trận mưa xối xả khiến ít nhất 21 người chết và 34 người bị thương. Sau trận mưa lũ lịch sử tại Hàn Quốc làm gần 10 người thiệt mạng, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng thì mới đây tại một tỉnh miền Tây Trung Quốc tiếp tục lại xuất hiện mưa lớn cùng với lũ quét khiến ít nhất 22 người tử vong và gần 40 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm từ lũ quét, tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của nó. Thảm họa lũ quét tại Thanh Hải, Trung Quốc, theo AP và Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lớn và lũ quét xảy ra trong đêm ở Đại Đồng, Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 6.200 người tại 7 ngôi làng. Ít nhất 22 người tử vong và hơn 40 người mất tích, trong đó 5 người mất tích mới được tìm thấy. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các nhà chức trách cho biết trận lũ quét ở Thanh Hải là kiểu lũ ống, lũ quét. Những dòng lũ này thường là kết quả của các trận mưa lớn ở các khu vực miền núi. Nước chảy xuống núi biến khe, dòng suối trở thành những dòng sông hung hãn khiến con người khó cảnh giác. Thông tin cho biết, trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối thứ Tư đã gây ra sụt lở đất nghiêm trọng, làm thay đổi dòng chảy của một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Một trụ sở tiền tuyến đã được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết, hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Một trụ sở tiền tuyến đã được lập ra ở khu vực xảy ra lũ quét. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc hôm thứ Tư đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với công tác phòng chống lũ lụt do mưa lớn được dự báo sẽ trút xuống các khu vực ở miền Bắc nước này. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Biện pháp ứng phó khẩn cấp được áp dụng cho những khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây và Cam Túc. Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số địa phương trong số này từ hôm thứ Tư đến thứ Sáu. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc hối thúc các địa phương nêu trên tăng cường các biện pháp giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành những hoạt động chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt.
Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc hôm thứ Hai đề ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhằm tránh gây thương vong trong bối cảnh dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Tây Bắc, Nội, Mông, miền Bắc và Đông Bắc nước này vào tuần tới, trong khi hạn hán do nắng nóng dự báo tiếp tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử. Hai cơ quan trên yêu cầu giới chức các địa phương ban bố cảnh báo sớm đối với các nhóm khách du lịch, người lao động và phương tiện đi lại, đồng thời siết chặt quy định đối với các điểm du lịch, khu vực nguy hiểm, công trường xây dựng và các đoạn đường bị ngập nước. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ. Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra trong thời điểm nắng nóng mùa hè ở Trung Quốc đang lên tới đỉnh điểm. Nhiều tỉnh ghi nhận tình trạng nắng nóng khủng khiếp. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết bất thường trở nên thường xuyên hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn nhớ trước đó, tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 14 người tử vong, 21 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét. Ngoài ra, hơn 1.400 người khác phải sơ tán hôm thứ Ba. Trong khi đó, tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 12 người tử vong và 3.800 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 109,9mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên là do biến đổi khí hậu. Không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Vai trò của các con đập đối với vấn đề được đánh giá là phức tạp. Hoạt động của gần 20 đập lớn bao gồm đập Tam Hiệp khiến mực nước giảm vào mùa đông và mùa xuân, nhưng lại tăng lên trong những thời kỳ khí hậu ấm hơn. Cách đây hơn 2 năm, một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa của Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể đã tồi tệ hơn. Tổng cộng, Tam Hiệp giúp trữ nước được khoảng 180 tỷ mét khối nước lũ. Tuy nhiên, hàng năm, những con đập này không những chưa ngăn cản được lũ mà còn đe dọa vỡ đập có nguy cơ gây thiệt hại cực lớn. Mùa hè khắc nghiệt bất thường ở Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, trái ngược với tình hình mưa lũ tại khu vực miền Tây, thì ở miền Đông Trung Quốc, người dân đang phải vật lộn với hạn hán khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng. Tính đến hôm thứ Hai, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 2 tháng. Đây là đợt nắng dài nhất trong hơn 6 thập kỷ. Hãy cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Và quả thật hiện nay giống như nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của nó. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 60 năm. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một thông báo hôm thứ Tư rằng hạn hán trên toàn lưu vực sông Dương Tử ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nước uống của người dân nông thôn và gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Dương Tử chỉ là một trong nhiều sông và hồ trên bán cầu Bắc đang khô cạn và co lại do nhiệt độ không ngừng gia tăng và lượng mưa thấp. Hôm thứ Tư, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trở thành tỉnh mới nhất thông báo rằng họ sẽ tạo ra các đám mây gây mưa bằng cách sử dụng các thanh iốt bạc để tạo ra mưa. Ít nhất 4,5 triệu người ở Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng trước. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 160.000 người ở đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống và gần 400.000 hecta cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Cơ quan khí tượng cho biết Trung Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất cho ít nhất 140 thành phố và quận trên khắp đất nước vào hôm thứ Năm và gần 380 người khác được đặt trong tình trạng báo động màu da cam cao thứ Hai. Đợt nắng nóng cũng ghi nhận số lượng lớn nhất các quận và thành phố vượt quá nền nhiệt độ 40 độ C, khoảng 104 độ F. Nhiệt độ cao liên tục được dự báo sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc cho đến ngày cuối tháng này. Tại An Huy, miền Đông Trung Quốc, một trong những tỉnh sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất của Trung Quốc, một số nơi đã chứng kiến các con sông chính khô cạn do nắng nóng dai dẳng. Nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt hàng ngày đang thiếu trầm trọng. Một dân làng tại huyện Thanh Dương của tỉnh An Huy chia sẻ, lúa trên các cánh đồng giờ đã khô hết. Tại thị trấn Hà Canh ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, hơn 1.000 cư dân của hai con sông đã cảnh báo tình trạng thiếu nước. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã sử dụng các bồn chứa nước của xe cứu hỏa để cung cấp nước cho dân làng.
một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ giữa tháng trước đến nay cũng ảnh hưởng đến hơn 1,5 triệu người ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc. Bài toán về ngăn chặn lũ quét và hạn hán không phải là mới, nhưng để giải quyết được nó thì không thể trong một sớm một chiều. Hy vọng rằng những chiến dịch phòng chống biến đổi khí hậu sẽ được hưởng ứng tích cực, nếu không vẫn sẽ còn nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh mất nhà cửa, mất người thân do ảnh hưởng của thiên tai. Vâng, thưa quý vị, bất chấp hậu quả với môi trường và xã hội, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Những trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra hay là hạn hán đang tiếp diễn lại khiến người ta hoài nghi và đặt ra dấu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng thay đổi thiên nhiên của Trung Quốc. Thưa quý vị, gần đây, hàng chục ngàn con chim sẻ đậu khắp mặt đất tại ngã tư của một ngôi làng ở Lệ Dương, Giang Tây, ngăn mọi người đi qua. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hiếu kỳ. Họ bình luận dị tượng hiếm thấy hẳn năm nay sẽ có đại sự, sẽ không xảy ra động đất lớn đấy chứ. Năm đó đường sơn động đất thì lũ chim cũng điên loạn như vậy. Dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán đã hoành hành suốt nhiều năm qua. Nhiều điều dị thường xuất hiện khắp nơi ở Trung Quốc đại lục. Như trước đó, nhiều thành thị xuất hiện quang cảnh khủng khiếp, quạ bay đầy trời. Vào giữa tháng trước, một cư dân mạng đã đăng một video ngắn lên Twitter kèm theo lời bình luận rằng đêm qua một tia sét ở Vũ Hán đã rạch ngang bầu trời đêm, cảnh tượng chưa từng có. Trước đó một ngày, Long Môn trên khắp Tân Nhai Khẩu ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đột nhiên ngã đổ về phía Tây. Cùng ngày đó, có hiện tượng 5 mặt trời cùng lúc xuất hiện ở Đạt Mậu Kỳ, thành phố Bao Đầu, Tứ Tự Vượng Kỳ, Ô Lan Sát Bố, Minh Tích Lam, Quách Lạc Minh và những nơi khác. Kỳ quan như vậy trong lịch sử là phi thường hiếm thấy. Liệu đây có phải là điềm báo cho một đại sự sắp xảy ra ở Trung Quốc? Nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá trong nhiều ngày. Trong đó, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lớn gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy các con đường và làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ. Vô số phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gây gắt lúc 6 giờ ngày thứ ba. Dự kiến từ 8 giờ ngày 12 đến 8 giờ ngày thứ ba, Nội Mông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn. Ở các vùng của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và bờ biển phía đông nam của Quảng Tây sẽ có mưa lớn kèm theo dông và gió giật mạnh. Trong số đó, các khu vực phía đông nam Nội Mông, miền Trung và miền Tây Liêu Ninh, miền Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, miền Bắc và miền Đông Hà Nam và miền Bắc Giang Tô sẽ có mưa đá, dông bão và gió mạnh cấp 8, cấp 10 và gió giật có thể đạt từ cấp 11 trở lên. Bắc Kinh, tâm điểm của dông bão và gió mạnh, đã đưa ra 6 cảnh báo liên tiếp vào hôm thứ Hai, bao gồm cảnh báo mưa bão màu vàng do Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh ban hành lúc 9 giờ, cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất và rủi ro khí tượng do Đồng Phát hành các bộ phận liên quan của Bắc Kinh lúc 12 giờ, và một cảnh báo lũ màu vàng do Trạm Thủy văn Trung ương Bắc Kinh đưa ra lúc 12 giờ 30 phút, lúc 14 giờ. Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3, và Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo rủi ro ngập úng đô thị. Lúc 17 giờ 50 phút, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Theo báo cáo tài chính và kinh tế của CCTV, từ 17 giờ ngày thứ Hai đến 8 giờ ngày thứ Tư ở Bắc Kinh sẽ có mưa to và mưa rất to, có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất ở vùng núi, khu vực thành phố dễ bị ngập nước. Ngoài ra, từ 0 giờ đến 23 giờ ngày thứ Ba, ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Kinh có gió đông cấp 7, giật cấp 10. Theo báo cáo Doanh nhân Thế kỷ 21 cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng đã hủy 711 chuyến bay vào hôm thứ Hai, 88 chuyến bay khác bị hủy trước và 329 chuyến bay bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng từ tối thứ Hai đến thứ Ba, tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa và thương mại ngoài trời sẽ bị đình chỉ. Vào thứ Ba, các hoạt động trở lại trường học của các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo sẽ bị đình chỉ. Các trường cao đẳng và đại học sẽ ngừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập và tập hợp ngoài trời cho giáo viên và học sinh. Không chỉ Bắc Kinh đặt trong tình trạng báo động mưa bão, mà hôm thứ Hai mưa lớn đổ xuống thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, khiến các con sông ở khu vực miền núi phía Bắc dâng cao gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống dọc theo sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy đường xá, làm ngập các ngôi làng dọc theo hai bên bờ.
cuốn trôi vô số phương tiện và nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ ầm ầm đổ xuống sông Dan, sóng nước cao khoảng 2,5 mét và ập đến như sóng thần và cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi qua. Hàng chục phương tiện bị lũ quét cuốn trôi ở quận Bột Hải, thành phố Giao Chỉ và thành phố Tần Yến, tỉnh Hà Nam. Làng mạc bị ngập lụt và người dân mất tích. Theo báo cáo của Cục Thủy lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, 16 con sông vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bao gồm cả dòng chính và các nhánh của sông Cu ở Tứ Xuyên, các nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Sule ở Cam Túc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng dự báo thảm họa địa chất có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây và Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Tây và Đông Bắc Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Nam, Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên và Đông Bắc Trùng Khánh. Theo truyền thông Tứ Xuyên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Tứ Xuyên, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra gần 600.000 người ở Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung, Quảng Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng đầu tiên kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Trong đó, tại thành phố Bắc Trung, chịu thiệt hại nặng nề nhất, mưa xối xả khiến nước ở lưu vực sông Ba và sông Tong dâng cao. Vào sáng sớm hôm thứ Hai, thị trấn Cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương nằm ở hạ lưu, hợp lưu của sông Thông Hê và sông Bạch Hà đã bị lũ lụt tấn công. Khoảng 80% diện tích thành phố bị nhấn chìm, khoảng 8.000 điểm cư dân nằm trong vùng trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều thị trấn ở thành phố Ba Trung bị mất điện. Các video trực tuyến cho thấy ít nhất 10 chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn này. 20 trạm của 16 con sông bao gồm dòng chính của sông Khúc Giang và các nhánh của nó. Sông Đồng Giang và sông Liễu Giang đã trải qua lũ lụt ở mức siêu cảnh báo và 11 trạm của 10 sông trải qua mức nước siêu đảm bảo lũ khẩn cấp. Trong 3 ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên đến Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Nam Cương Câu, núi Vô Đài, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây và những dòng nước lũ từ núi đổ xuống mang theo những dòng chảy mảnh vụn. Ít nhất 11 người chết và 3 người bị thương. Vào tối ngày thứ Tư, một nam du khách đã gặp phải trận lở đất, đứa trẻ bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. May mắn được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ giải cứu. Đoạn video cho thấy tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, đường phố ngập trong mưa lớn, các phương tiện bị dòng nước lũ cuốn trôi và chen chúc nhau, mọi người ôm cây để tự cứu mình, một số người mất tích. Hiện tại, dữ liệu thảm họa ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc vẫn đang được tổng hợp. Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Tây đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 11 giờ 13 phút ngày thứ Sáu. Lượng mưa đã xảy ra ở 109 trong số 119 huyện và thành phố của tỉnh, trong đó có 34 huyện và thành phố có mưa lớn, chủ yếu tập trung ở Lục Lương, Lâm Phần, Vận Thành và Thái Nguyên. Được biết, nhiều tuyến xe buýt ở Thái Nguyên đã bị đình chỉ vào ngày thứ Sáu. Tất cả các xe buýt chở khách đường dài đều bị đình chỉ và nhiều chuyến bay bị hoãn. Mưa xối xả ở Thái Nguyên vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu giảm bớt. Một số khu dân cư bị cắt điện do ngập lụt. Vào ngày thứ Bảy, nhiều đoạn đường bị ngập nặng, địa hình tại ngã tư Bình Dương và đường Vành Đai giữa Nam Thái Nguyên thấp. Nước trên cầu sẽ rút hết nên rất dễ tích nước. Một số cư dân mạng cho biết mực nước sâu nhất tại ngã tư Bình Dương trên đường Vành Đai Nam Trung Bộ đã lên đến thắt lưng. Các thành phố Hàm Đan, Hình Đài và Thạch Gia Trang ở phía Nam Hà Bắc nhiều nơi bị ngập úng nghiêm trọng, có nơi nước ngập đến thắt lưng, giao thông gần như tê liệt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày đến đêm thứ Bảy, lượng mưa ở phía Đông Thừa Đức, Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo, Đông Bảo Định, Tây Thạch Gia Trang, Lang Phường, Thương Châu, Hành Thủy có thể đạt 30-100mm, trong đó phía Nam Thừa Đức, phía Bắc Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo, lượng mưa ở phía Bắc Lang Phường có thể đạt 80-150mm, có nơi mưa trăm năm mới có một lần. Mưa xối xả nhiều ngày ở tỉnh Hà Bắc khiến hầu hết các hồ chứa đạt mức cảnh báo, 18 hồ chứa phải nâng cửa xả lũ, 3 trong số các hồ chứa vượt giới hạn lũ. Trong số đó, mực nước của hồ chứa Chu Trang là 229,05m, cao hơn giới hạn lũ là 11,74m. Mực nước của hồ chứa Lâm Thành là 125,44m, cao hơn giới hạn lũ là 5,33m. Mực nước của hồ chứa Hoàng Bích Trang là 117,34m, cao hơn 2,34m giới hạn lũ. Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Thành phố Hàm Đan bị ngập úng nghiêm trọng. Kể từ hôm thứ Năm, mưa lớn kéo dài 2 ngày liên tiếp, các ngôi làng ở các huyện và làng xung quanh Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều ngôi làng bị mất liên lạc, bị cô lập và không được cứu trợ.
Hôm thứ Bảy, lũ lụt tràn qua các ngôi làng ở Hà Nam. Đầu tháng này, cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra một số sơ đồ về tình hình thiên tai ở các khu vực khác nhau và tình hình thiên tai lan rộng khắp Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra lũ lụt lớn ở phía nam đất liền, lũ dâng cao. Trong số đó, hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất trên đất liền thuộc tỉnh Giang Tây, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Theo Lu đưa tin, Cục Phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tây đã thông báo rằng, kể từ tháng này, miền Bắc Giang Tây và miền Trung đã nhiều lần hứng chịu mưa lớn hoặc mưa cực lớn, lượng mưa gấp 4 lần so với mức trung bình cùng kỳ của nhiều khu vực đứng đầu trong 60 năm. Kể từ ngày đầu tháng này, đã có mưa lớn và mưa lớn ở phía Bắc Giang Tây, gây ra lũ lụt và lũ siêu cảnh báo ở sông Nhiêu Hà, sông Tân Cương, sông Tú Hà và hồ Po Yang. Hiện tại, mực nước đoạn Cửu Giang của sông Dương Tử và trạm hồ khẩu của hồ Bà Dương đã vượt quá 21,5m và còn tiếp tục tăng. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Ba, tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo số liệu chính thức, tính đến 22 giờ ngày thứ Ba, 4,732 triệu người tại 96 huyện, quận và thành phố ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,64 tỷ nhân dân tệ. Hồ Po Yang, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, sẽ trải qua một trận lũ lụt thảm khốc. Ngoài ra, Trùng Khánh, Hồ Nam và những nơi khác cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, cũng đưa ra cảnh báo lũ màu vàng vào lúc 9 giờ 12 phút ngày thứ Ba. Dự kiến trạm Đồng Lương, Tiểu An Khê, Hồng Phong sẽ có nước dâng trong 6 giờ tới. Mực nước cao nhất đạt mức cảnh báo là 245,5 m, tăng khoảng 4,3 đến 4,9 m. Theo báo cáo của RedNet, vào hôm thứ Ba, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, danh lam thắng cảnh Bách Tử Châu ở Hồ Nam sẽ đóng cửa lúc 2 giờ chiều và ngày khôi phục sẽ được thông báo sau. Tính đến 6 giờ ngày thứ Ba, mực nước đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đã đạt 35,95 m, chỉ còn cách mực nước cảnh báo 0,05 m. Thưa quý vị, dự án Tam Hiệp trên sông Dương Tử được khởi xướng dưới thời Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong thời gian xây dựng đã nhấn chìm 129 thành phố và thị trấn, khiến người dân nghi ngờ. So với triết lý chống trời, chống đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, văn hóa truyền thống Trung Quốc có công trong việc xây dựng bảo tồn nước. Đồ Giang Yển ở Tứ Xuyên là một minh chứng rõ ràng. Vào năm 256 trước Công Nguyên, trong thời Chiến Quốc, Linh Bình, thứ trưởng của Sukhothi trong thời Chiến Quốc và con trai của ông là Li Airang đã tổ chức người dân Ba Su cải tạo sông núi, xây dựng các dự án bảo tồn nước và thành lập thế giới Đồ Giang Yển nổi tiếng, khiến đồng bằng Thành Đô trở thành vùng đất trù phú, nơi hạn hán theo người không biết đói kém. Đồ Giang Yển do Lý Băng và con trai xây dựng trong khoảng 1.500 năm, mãi đến thời nhà Nguyên mới sụp đổ và bị phá hủy, sau khi trùng tu vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Lý do chính khiến Đồ Giang Yển vẫn tiếp tục hoạt động bình thường qua các thời đại là vì thứ mà Lý Băng và con trai ông xây dựng không phải là một con đập ngăn sông, mà là một hồ chứa Ly Chao nằm bên sông. Hồ chứa Ly Chao phù hợp với những thay đổi tự nhiên của dòng sông mà không làm thay đổi hệ sinh thái của dòng sông, nhưng nó có thể ngăn dòng sông Mân Giang chảy vào khi nước đục và chỉ chuyển nước khi trời trong, do đó làm giảm tác hại của phù sa đối với đập. Dự án bảo tồn nước Đồ Giang Yển đã giải quyết các vấn đề về chuyển hướng nước sông tự động, xả trầm tích tự động, thoát nước tự động và chuyển hướng nước theo cách tuân thủ quy luật tự nhiên. Đồ Giang Yển là cội nguồn của sự thịnh vượng trong vùng đất Trung Phú và nó vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong việc tưới tiêu cho hơn 10 triệu mẫu đất màu mỡ. Trong sử ký Henkushu, Tư Mã Thiên đã ghi lại Li Bình, vị quan địa phương đã lập công lớn ở Đồ Giang Yển, nhưng ông chỉ viết Su Sâu Bình chứ không ghi họ của mình. Họ của chuyên gia bảo tồn nước này đã được thêm vào sau khi Ban Gu viết Han Chu để tưởng nhớ Linh Binh và con trai của ông. Người dân Ba Su hàng năm tổ chức một buổi lễ hiến tế lớn khi họ xả nước ở Đô Giang Yển. Hoàng đế các triều đều thuận theo lòng dân, vô cùng coi trọng công tích của cha con Lý Băng. Đời Tống và nhà Nguyên, cha con Lý Băng lên ngôi vua, đền thờ hai vị vua được xây dựng để tôn vinh người dân cúng bái.